Vâng, chào các bác. Xong cây kia rồi nhé. Như chỉ tiêu hôm qua là về phải vặt thành công hai cây này, thì sáng nay thì mới vặt xong, lại tối hôm qua vặt đến tối khuya thì uống rượu say đến sáng ấy thì cũng không làm được, mà được vặt được qua thì hôm nay vặt sạch. Sáng nay dậy lại sớm vặt sạch, uống rượu say hôm qua, hôm nay vẫn dậy sớm rồi các bác. Vặt sạch. Đấy. Lá nó rất dai là vặt rất mất công. Răm nó như thế này rồi. Đấy. Chuột nuôi thả sổng tốc độ bo sẹo khủng khiếp luôn. Và tôi bôi nó cứ đen đen bẩn bẩn đấy, nhưng mà nó là cái gel liền sẹo các bác. Đấy, mình bôi nó hơi bẩn, sau nó phải khắc phục đi, chứ đang bo rất tốt rồi. Rồi quay trở lại cây lão này. Đấy, bây giờ thôi thì lại cứ làm thôi. Giờ bóc hết lá rồi, chỉ cắt răm thôi. Cây này thì làm dễ hơn cây kia, vì cây kia nó to hơn, cây này thấp. Làm dưới và bóng dáng của nó dày rồi, cứ thế cắt. Triển thôi bác nhé. Mưa mới đâu. Mưa các bác ơi, mưa. Đỉnh xuống con. chơi với chú kìa. Ừ. Không mất đâu. Này, không được đánh nhau đâu, vào chói vào tấn đấy. Không được không, không muốn vào đánh nhau đâu. Không được đâu anh, chơi thế là chơi mình. Để đi đây nè. Không nói tranh nhau, bọn bắt bọn này tranh nhau nhá. Lấy lại mẹ của em khổ quá. Thế này của em qua con tranh. Này thì mất được. Ôi mới sắt được đâu. Đúng phải đây đây này. Này ra qua đánh hết nhà. Sắt rồi, mới sắt rồi. Rồi thôi kia nhà. Đấy như thế. Đứa đang như cái gì không? Đấy đi. Đứa đang như cái gì đấy. Đấy. Rồi, đây đi. Đây anh thắng đây. Này. Rồi thôi không chơi. Ôi. Tóm nhạc này kìa, không cho chơi à? Chơi đi. Cứ thế chơi đi. Chú chơi đã. Này ông lấy kẹo mút cho con. Kẹo mút hỏng rồi. Không chơi đi rồi. Mút hỏng rồi á. Không chơi. Không lên nào, rơi rơi lên để chúng đánh nhau. Ngã trượt camera rồi. Được rồi. Ngồi dưới đây mới chơi đâu. Ngồi đây đây tôi chơi đây. Không cho lên chơi với em. Chơi cứ đánh nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Mình còn bông ăn với ba chơi. Còn bông ăn với ba chơi. Để cho chị chơi cái dạng đấy. Đây ngã rất phải cầm ngã đầu đấy. Tự đi kìa, một lần cũng ngã. Chị hai thì cái gì ngã, thế mà ngã. Nghe cái dốc. Vừa dốc nó đổ xuống nó đổ cây. Không chanh. Kể cho em chung. Còn vui quá. Bạn lùi của bạn đuổi ra rồi. Ba con roi ra đây. Ba cái roi đấy. Kệ. Thôi ra thôi. Để coi chạy. Con thì nó đi chạy ở đó thì mình sơn ăn. Mình bay thì từng quá. Nó thì làm nhanh quá nó đổ gì. Quá. Ngã cành nó tự nhiên đổ nghiêng lên đấy, đổ cành. Qua đứa nào biết đúng cái kia học ngày lên trường đấy cuồng đấy. Ai còn cá đâu vào công viên không? Cá có chi nó ra đến nửa đường nó quay con cá còn này. Qua nhỉ? Qua. Đi đến đây rồi này nó cũng nó không có lấy nó mang về nó. Chưa lặp đi ra thằng đó. Chưa lặp đi ra thằng đó. Lại cho mua vậy, lại cho mua. Mình có bạn của bế không? Thôi tí thì thử ăn mà để thấy thương hay không? Đấy khóc ta. Thì bạn chúng mà lấy rau. Ngoài con cá và con hai nhau của nhà con. Về chơi con gái nha. Chơi đánh nhau cả. Tụi ba đi vô đi con nó ra cho đấy con này. Bắt cơm. Nhiêu chỉ lắm rồi. Nhiêu lưu ý không sáng rồi. Như sáng rồi. Ai hư? Đi hư hay là về hư? Hả? Ai hư? Mẹ hư á? Ai hư? Mẹ nó hư mẹ làm gì? Hôm qua mình đi hôm qua nó là chỉ. Anh chưa giác ngoan. Hôm qua mình đi hôm kia ăn kia đấy. Chỉ giống quá cái nhìn tôi hai đứa này nó cười. Anh kia thâu lắm, anh kia quá thôi. Hôm qua nó ổng hắn đi. Ông hẳn ra, ông có chuột tổ. Ông có bà, Các bạn thấy xuống này đó, ông bảo ông ra mắt cho các bạn. Ông bảo cho ông nó đi vào. Ừ, tí nào nữa đấy. Cho ông đấy. Không. Này con nhường em anh Huy tí mới thuê anh Huy. Ra đây ba bạn, ra đây ba bạn. Em anh Huy thôi đấy. Em anh Huy thôi. Không đâu. Đi cho đất đi, đất đi cho đất kia. Chị. Giờ đi cái này này nè. Mình đưa cả mình lên. Anh nhậu à? Không được rồi. Ngoái nhậu. Chị đi học với hai cô em học về, em vào nhà trước cái thế là thôi em chị đang lối lối đứng ở cánh cửa để chị vào dép thôi em đập cửa uỳnh bắt đầu rồi. Không cho chị vào. Đấy là nó phải đi trước cơ. Rồi đi trước nó vào trước, nó vào trước rồi nó khóa cửa nó không cho hai bố con vào, không cho bố với chị vào. Lúc nãy thế thì xuống nha. Trong mặt thì có thế đâu nhỉ? Đây. Lúc nãy xuống ngay nhỉ. Lúc nãy xuống nha Linh đấy. Dường vào cũng cho ra, quát trong cho em. Đời nhau không được đánh nhau, sao ba bảo thế nào con nghe không? Đây gì còn đời kia nhá. Ba bảo anh không được xuống đây anh khóc lại, lấy chi đâu nhỉ nghe chưa? Phải quay lại anh khóc nhá. Đừng có chung chi về anh khóc, đừng có bán anh khóc con chi đâu đâu. Đấy anh Thư đứng đây. Anh Thư lên đây không? Ui im tức dậy. Cho mà cái con đi chỗ đứng đây. Cốc ca cũng cần. Đây, anh đứng rồi. Đấy, được rồi, được rồi. Lên đi. Không ai lên được rồi. Cứ. Như là cần một tí. Tụt rồi. Nay vẫn 17 con rồi. Vẫn 17 con. Chạy ra được mưa. Mưa. Nhường đứng lên nha con. Nhường đứng lên con, đứng lên. Nhường ra con đi Nhường. Quấn rồi ra con đi. Cháu vào bài ra con. Không sai đâu. Em chờ con này. Nào Dương. Dơ thì xuống thôi. Chạy rua, chạy sáng nhé. Con lên nha. Đây. Ai dạ. 4 con luôn. 24 con đúng, 24 con, 13 con. 24 con. 4 con. Con đấy. Đấy này. À con đứng đây, con. Đánh được đấy. Nó là bay lên đây, bỏ đấy này, bỏ đấy. Nó bay con lên đó. Nó bay lên con cho nó có đang nhìn thấy không? Đi. Đi thử lòng xem. Bay đi. Đi. Ông anh ơi, bay đi, ông anh ơi, bay đi. Ôi, thế là anh đang khóc đâu. Như này con. Mẹ quẳng này. Quẳng cái gì vậy? Đứng yên thế nào? Bằng cái cục này nhỉ? Đúng như này con. Mà không có cái xe này. Đi con đi. Đi không con à? Đi con không? Đi con không? Nào đứng đây được con đi. Đi con không? Đi nào. Này đi. Kìa ấy là con mới bà. Đi đứng đây em bắt, đứng đây em bắt đi. Cái này ông cân đấy. Rồi. Ôi này có kham nhá. Có kham của này nha. Đừng lấy nha nha. Ô. 15 cân. 15 cân. Rồi bế con nó đông chồng chồng bế nó. Đi đi. Anh chưa mới bà. Anh chưa con không còn này nhỉ. Anh chưa con không còn này. 15 cân. Nó nàng mới không có ý đâu. Qua bế nó đang nặng rồi nó không đi hả? Nàng cũng không có ý. Ôi. Nào, đây xong cái hùng đó được quá không? Mưa to rồi. Đây để ông cụt. Cho kê trong nha, cho kê vào đây đi. Có cùi xót lắm rồi. Mưa. Đấy. Thế này mà đi chơi hội sướng không các bác? Thích chưa? Quá nét rồi. Bóc ra phơi gió phơi sương cho nó sáng. Cây này rất là vàng đấy bác nhé, rất là vàng. Mà do mình đang nuôi thả để bo sẹo và cũng lâu không được làm. Tưới nước ở quê ấy. Đấy, lại thêm nữa là bôi cái keo lên sẹo này, cái keo đen này. Xấu quá. Mà bôi lại bôi kiểu quét. Cho nên là nó cứ lung tung cả. Đây, thì nó vẫn rất là đẹp rồi. Thấy giá trị vốn rất bây giờ là cái gì bác biết? Là có một cái phông. Đằng sau nó quá lem nhem, nó không nổi bác. Cái này có một cái phông thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Cao từ xem này, nó cao cỡ khoảng 40 này, khoảng 70 đó. Từ mặt chậu lên không biết có được 70 không? Không biết có được 70 không? Phê quá. Phê quá. Đấy. Sẹo này không thể tôi, tất nhiên là không có sẹo thì tuyệt vời thì nó rất là nhiều tiền rồi. Nhưng có sẹo thì nó cũng không đáng ngại lắm. Đây, đang bò đây. Bò rất khủng khiếp đây, bè như cái chỗ này này. Đây và đây này. Khiếp lắm, nuôi mấy cái tay như này thì có mấy. Nuôi mấy cái cốt kéo này thì có mấy. Mình mới chơi mà bác. Đấy, thì thi thoảng lại ép cho nó phát cho nó đẹp. Sáng sủa phơi nắng phơi sương cho nó gió, nắng gió cho nó sáng. Vừa rồi là để um tùm quá lâu rồi. Đấy. May quá răm nó chưa bị phá, vẫn còn rất ổn, rất ổn. Đây, những cái chỗ này mà sổng quá nữa thì phá to đấy. Đấy, những cái chỗ như thế này gần như tôi không dùng các bác nhé, cắt đi để lấy những cái nhịp sau cho nó bé lại. Thì cho cái này xuống chút nữa. Lão rất đẹp. Lão vừa nuôi sổng bị trẻ ra một tí, nhưng mà cơ bản lão rất đẹp. Tí nó nhặt nhạnh nó sạch bớt chút nữa. Nó rửa rác. Mình có thích sạch sẽ các bác. Nó giống như gái thành phố với gái quê các bác. Gái quê nhiều khi rất là xinh nhưng mà hơi lem luốc thì đôi khi lại không bằng mấy bạn thiếu nữ phố mà khuôn mặt ưa nhìn một tí thôi nhưng ăn mặc sạch sẽ, nhìn nó có dáng dấp của phố thị quá, nó khác. Mình không chê quê hay là cái gì cả, đang ví von này. Các bác nhìn chắc cũng thấy như tôi đâu. Đấy các bác, ngon đấy, ngon, rất ngon. Cũng may mắn sở hữu được đấy các bác. Mua con này cũng càng đấy, lúc ấy mua nhiều tiền nhất. Mà một trong những cây nhiều tiền nhất mình dám mua. Căng lắm chứ quá. Đấy, chân bệ đều. Để nói lại về cây này, chân bệ rất đẹp. Rất đẹp, rất dị. Cây này bác nào muốn làm đá nữa thì tuyệt vời. Ok. Để mặt nào cũng đẹp. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái thân với cái bệ nó hòa quyện vào nhau. Nó rất là dị. Đây. Dị dáng. Dị. Chỗ này nổ một tí nó lại chồi vỏ mới đi rồi, không vấn đề gì. Đấy, đợt vừa rồi nắng quá đấy. Đấy các bác nha. Đấy, không biết các bác có nhìn thấy hết vẻ đẹp của nó không, nhưng cây là một cây rất đẹp, rất quý luôn. Cái cỡ chiều cao mà dáng như này, thân cốt như này là tôi cho là lạ. Thứ nhất là lạ, thứ hai là độ ổn định cao. Chỉ có mỗi chờ sẹo thôi. Đấy. Còn đàn chó đống này rồi. Còn đàn chó đống này. Cõng còng vào lưng này. Lão rồi. Tử. Đấy. Con lớn nữa dưới này. Con cháu đầy đàn. Đó nhá. Đấy. Mặt chính chơi là mặt này. Có thể tao sau tôi sẽ thay cái chậu khác. Đấy. Vì tôi cho rằng cái chậu này nó không hợp. Mặc dù nhiều anh em thích nhưng tôi không thích cái chậu này. Không thích cái chậu này. Đấy. Các bác thân mến, tí nữa cắt tỉa tót ngắm nghía kỹ, làm kỹ tí nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Ok, rất đẹp các bạn. Chuyển sang là cây sung quá tuyệt vời luôn.